Clip này em đăng lên để cho anh em né cái thằng già này ra anh em nhé. Ông ấy tên là Nguyễn Phúc Hậu, ở thôn 2 xã thôn Đông, thị trấn Yên Lạc, Vĩnh Phúc này. Số điện thoại của ông là 0392 475 386. Đây, ông đặt em là mua một cặp loa Bose, loa rời Bose 301 này, trị giá là 1 triệu 700 ngàn. Đây, hắn cọc hết 300 ngàn rồi, nó còn 700. Đây, khi mà em giao cho hắn cặp Bose đấy là hắn không nhận hàng, hắn báo là không đúng loa. Và khi em nhận về loa loa em khui ra là đúng ngay cái cặp loa bass hàng Việt Nam HQ301 này, là hắn cháo rồi, hắn cháo cái cặp loa đấy, rồi hắn mang cái cặp loa này vô hắn gửi về cho em, rồi hắn kêu là không phải loa đúng đúng loa bốt, nhưng thực chất là hắn đã cháo rồi, hắn đã cháo loa xịn của em rồi, rồi hắn mới gửi về cặp loa này. Anh em xem thấy có bức xúc không, cái thằng già này, nó chơi âm thanh rất là đều luôn đấy. Anh em xem này, cái loa này loa đều Việt Nam mình chứ đâu phải loa Trung Quốc nữa đâu, được loa Trung Quốc cũng đỡ nữa. Cái loa này loa đều Việt Nam mà nó hư gân hư mọt hết trơn rồi, hắn còn chích cái keo giám sát vô nữa này. Đấy, anh em thấy cái bản mặt già của hắn chơi audio rất là nhục nhã, nó không đáng bao nhiêu tiền, nó chỉ có 2 triệu một cặp loa rời thôi. Đấy, hắn cháo cái cặp loa xịn rồi hắn bỏ cái cặp loa này vô, hắn kêu là tôi không lấy nữa, hàng không đúng hàng. Thực chất là hắn đã cháo rồi, hắn kiếm cớ không đúng hàng để hắn bỏ bom hàng. Rồi thêm cái thằng bưu tá ở chỗ Yên Lạc Vĩnh Phúc bưu điện này nè, chắc thân thiết gì với thằng già này đấy, rồi nó mới để hàng lại để cho ống cháo đồ thoải mái. Đây anh em xem nha, anh em xem né cái thằng già này ra, nếu mà anh em bán audio á mà gặp cái địa chỉ này, cái tên này và cái số điện thoại em đang quay trên màn hình này, là từ chối thẳng nha, có nghĩa là cọc cũng không lấy trừ khi trùng khoảng 100%, thì gửi, còn không thì đá nó ra chỗ khác, mình không nên gửi hàng nữa. Nếu mà gửi hàng nữa là anh em sẽ bị giống như mình là bị cháo loa hoặc là bị đổi loa nha. Đó, cái thằng Nguyễn Phúc Hậu này, cái thằng già này nó tầm khoảng 50 mấy tuổi rồi, nó chơi âm thanh audio rất là dơ bẩn luôn, nó rất nhục nhã. Em đăng lên cho anh em bán hàng cảnh giác nha. Đây cái bát của nó này, cái bát này là bát HQ Việt Nam mình, giá trị giá là 200 ngàn một đôi, mà nó cháo đổi em cái cặp loa bầu dòng 3 là 1-2 triệu một đôi. Anh em xem cái thằng già nó nhục nhã không. Còn cái bát này là không biết nó còn nguyên không, hay là nó xài được không, hay là nó chỉ để cho heo nghe thôi. Đấy, cái bát này em lấy về em không có làm gì hết trơn á, để cho heo nó nghe thôi, hoặc là em đập bỏ thôi, chứ không có bán gì được cái bát này hết. Anh em nha, đây này, hắn bọc vô y như là đúng rồi á. Đây cái bọc này của em này, mà hắn bọc vô y như là đúng rồi á. Đây anh em thấy cái cặp loa của hắn này, đây, cái cặp loa của hắn này, hàng Việt Nam. Đấy, hắn cháo vô rồi hắn bọc lại, hắn gửi về, hắn điện cho mình hắn kêu là không phải là bốt, tôi không nhận nữa. Mà trong khi đấy á, em có nói chuyện đồng hoàng với hắn, hắn kêu là thôi tôi không nhận nữa, hắn nói chuyện rất là nhỏ nhẹ, bởi vì nếu như mà em gửi cái cặp này sai lên thì hắn làm dữ dằn rồi, hoặc là hắn đòi tiền cọc lại, bởi vì mình sai, mình gửi sai đồ mà. Tại này không, hắn điện hắn nói chuyện nhỏ nhẹ lắm, hắn nói chuyện đồng hoàng xong rồi thôi tôi không nhận nữa vậy nha, rồi coi như là tôi không lấy tiền cọc nữa. Đó, cái thằng già này này, cái thằng già Nguyễn Phúc Hậu này, nó nói chuyện giống như là nó có sắp đặt sẵn ở trong đây rồi. Đó, anh em xem cái địa chỉ của hắn đây. Và tí nữa em sẽ lục ra cái Facebook để em đăng lên trên những cái trang hội, để cho người ta, anh em bạn bè biết là cái thằng mặt già này, nó chơi âm thanh rất là đều. Em xem cái cặp loa này, bây giờ bán 50 ngàn người ta không mua nó không chi, mà bán 200 ngàn. Cặp loa này mua mới khoảng 200 ngàn thôi. Đây, tí xíu em sẽ cho vô cái cặp loa này bán về chai chứ không có bán được gì hết á. Anh em nào bán audio cảnh giác cái tên già Nguyễn Phúc Hậu này ra nha. Địa chỉ em có ghi trên đây rõ ràng này, thôn 2 xã thôn Đông, thị trấn Yên Lạc, Vĩnh Phúc, 0392 475 386. Đây là địa chỉ và số điện thoại của hắn đây. Hắn còn Zalo nữa, em có Zalo của hắn, em có cái Facebook của hắn rồi, có hình đầy đủ hết, bạn bè hết. Tôi xem sẽ đăng lên trên cái trang đấy, trên những cái trang âm thanh hội bán âm thanh đấy, để cho người ta né ra và người ta đánh giá cái thằng già này, nó chơi âm thanh mất dạy, nó rất là mất dạy luôn, thậm chí là nó thua một đứa con nít khoảng 20 tuổi nữa. Hôm bữa em có bán cho một người 20 tuổi thanh niên thôi, mới chơi mà chơi rất là đẹp, sòng phẳng, chuyển tiền đủ luôn, nhận hàng không nói câu gì hết. Đấy là thanh niên 20 tuổi mới chơi, còn cái thằng già này nó khoảng 50 mấy tuổi rồi mà nó chơi mất dạy, nó rất là mất nét luôn. Đấy, cặp bát của hắn đây, hắn đổi về hắn cháo hết rồi. Và cái thứ hai nữa là do một phần là cái thằng bưu tá nó có quen biết với cái thằng già này, đâm ra hai cái thằng đấy nó phối hợp vào với nhau rồi nó mới cháo đổi đồ được. Còn thường bưu tá không quen á, là họ khi kiểm tra hàng họ đứng ở đó họ coi luôn. Còn cái thằng bưu tá này á, bưu tá ở
Bưu điện Tân Yên Lạc Vĩnh Phúc này, nó quen biết với thằng già này, hai đứa thân thiết với nhau đấy, thì nó mới cháo đổi đồ được. Nó để hàng ở đấy, nó đi phát số khác này, thằng già này nó mới cháo đổi đồ được nha. Đây do cái thằng bố tá nó. Cái tình trạng này em gặp trên mạng rất là nhiều rồi, và hôm nay em cũng bị dính cái cặp loa bát này, thật sự là rất là bốc sức luôn. Đó, tuy nó không đáng bao nhiêu tiền mà cái thằng già nó chơi, nó làm cái trò bậy vậy là ảnh hưởng đến anh em về sau. Thậm chí là hôm nay hôm nay em bị, thì trong cái tình trạng này sẽ có những người khác bị. Đó, cái cặp bát này, bớ vẩn này, như đồ ve chai á, phải chi đồ Trung Quốc, đồ bát xịn thì cũng đỡ đi, như đồ ve chai đó. Cái tình trạng mà đổi đồ như thế này là bị rất là nhiều rồi. Hôm nay em cũng đã dính phải một cái thằng già này, thật sự là rất là tức và rất là bức xúc. Em đăng lên để cho các bác nào mà xem video này né cái thằng già ra, và thậm chí là mình cảnh giác hơn, mình có thể là mình lấy cọc nhiều hơn một tí cũng được. Nhưng những đơn hàng loa Bốt hay là loa Mỹ đấy, loa JBL nó tầm khoảng vài triệu thì mình lấy khoảng 50% đến 60-70% luôn, đừng có lấy 10% hoặc 20% nữa, nó rất là ít, đâm ra người ta sẽ dễ cháo đồ được. Đấy, cái đồ của em này, nếu mà em gửi cái cặp loa này lên đó, cho hắn đó, là hắn làm rầm rộ lên rồi. Thậm chí là hắn điện có thể cháy máy, hắn nhắn tin, hoặc là hắn có thể đăng em lên các trang hội khác cũng không chừng. Nhưng mà hắn khi mà hắn bom hàng rồi, hắn nói rất là đàng hoàng, rất là nhỏ nhẹ, kêu cái cặp này tôi không nhận nữa, tôi khui ra nó không phải là loa Bốt. Đấy, hắn nói như vậy. Xong rồi hắn kêu thôi tôi không nhận nữa, tôi bỏ cọc, tôi bỏ hàng nha, anh có hoàn hàng về đi. Xong rồi em mới cái ống là em mới nói chống là chính tay em đã đóng cái cục hàng này cho anh, bởi vì phân tầng này, phân tầng với loa Bốt này hàn vô với nhau này, phân tầng hàn vào loa Bốt nó hàn vô với nhau, nó cho nó đủ bộ phân tầng của nó, chính tay em hàn và chính tay em đóng cho ống luôn, nên không có chuyện mà em đóng nhầm hàng vào đây. Em mới thắc mắc, xong rồi em mới kêu là để khi nào hàng về tôi khui ra, nếu mà không đúng tôi cho ông, tôi tặng ông cái cặp Bốt này, và khi em khui ra thì nó sẽ như thế này. Khui ra thì hắn đã đổi đồ rồi và hắn đã cháo cái cặp loa Việt Nam này vô cho em. Đây, các bác xem có bức xúc không? Rất là tức luôn. Em đăng lên để cho anh em bán audio cảnh giác nha. Nếu mà mình những mặt hàng nằm mắc tiền như thế này á, là mình phải lấy cọc nhiều vô, để khi nó có cháo đổi đồ mình còn số tiền đấy mình cũng đỡ tức phần nào. Đằng này em lấy cọc chỉ có 300 ngàn thôi, 300 ngàn thì cũng đủ ship đi ship về thôi. Mà hắn thằng này, hàng già này nè, đáng tuổi ông nội rồi mà nó cháo có đổi đồ, nó cháo cái cặp bát này thành cặp bát Việt Nam, và hắn lấy cặp bát xịn của em, hàng Bốt Mỹ xịn nữa. Đó, em đăng lên để cho anh em cảnh giác nha, cảnh giác tránh cái thằng già này ra, địa chỉ của nó đây, và tránh khi mà mình lấy những cái đồ mắc tiền Mỹ như thế này nè, mình lấy cọc nhiều lên, được thì mua, còn không được thì không sao, không mua không sao. Đó, em thật là bức xúc cũng như là rất là tức, bởi vì em sáng nay em khui ra rất là tức cái clip này, cái thằng già này, Nguyễn Phúc Hậu này, thì em sẽ đăng lên trên các trang hội để cho anh em né ra nha. Đấy, rất là tức các bác ạ.